nhau. Tôi cũng đâu có ghét gì cậu Tùng, nhưng mà nếu cưới con Duy về thì không có được. Sao không được? Bởi vì tất cả tình cảm của thằng Tùng đó đều đổ dồn hết cho những đứa con từ trên trời rơi xuống, thì nó còn tình cảm đâu mà nó dành nó cho con Vi, con gái tôi. Nhưng mà tôi thấy Tùng á là yêu thương con gái anh thật lòng. Không có được chị ơi, một phần nữa là anh dày nó cũng lớn rồi, nó lớn tuổi hơn con Vi nhiều, nhỏ hơn tôi chừng có mấy tuổi à. Rồi hai đứa cưới nhau về hết năm này qua năm nọ, rồi có tôi phải chờ, tôi sợ hơn à. Ủa anh sợ cái gì vậy? Tôi nói vậy không hiểu hả? Thì coi như là cưới nhau về đến mấy năm mà tôi vẫn phải chờ. Ủa thì họ yêu nhau thì họ lấy nhau, họ hạnh phúc chứ chờ cái gì nữa. Làm ông làm bà mà ai mà không mong có cháu ẵm bồng nha. À thì ra là như vậy, tôi hiểu. Tôi chia sẻ với anh. Nói tóm lại là tôi không ủng hộ cái cuộc hôn nhân này, tôi không ủng hộ cái cuộc tình yêu này, vậy thôi. Còn chị thì sao? Tôi á hả? Tôi cũng không hiểu mình nổi nữa. Có biết bao nhiêu người đàn ông hấp dẫn hơn, còn anh Tùng á thì hình thức chẳng có cái gì hết. Vậy đó mà tôi không hiểu sao tôi lại dành tình cảm chân thành cho ảnh, rồi tôi yêu ảnh. Chẳng qua là vì tôi muốn có một người đàn ông cho riêng mình, cho nên tôi phải cố gắng thôi. Thôi được rồi, bây giờ như vậy, tôi thấy là tôi với chị, em mình cùng hợp tác lại với nhau. Sao anh? Bằng mọi cách mà chia rẽ thằng Tùng với con Vi để cho chúng nó không đến được. Sau khi mà đã không còn đến được với nhau rồi, tôi sẽ bằng mọi cách, tôi thề với chị, tôi sẽ dẫn dắt làm sao để tôi đưa thằng Tùng nó đến với chị, được không? Anh nói thiệt chứ? Tôi nói thiệt mà. Anh giúp tôi nghe. Ừ. Ủa ba? À. Hôm nay ba mời ai mời làm nhiều món vậy? Bí mật, hiểu chưa? Anh chào chị Vy, có giọng đâu? Con ngồi xuống đi, con ngồi xuống. Đây ngồi đây. Ơi chào Tùng. Trời đất ơi, đã có rượu rồi đem rượu qua chi nữa. Dạ đi đừng mời qua ăn mà đi tay không thì kỳ. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Đẩy ở đây luôn nha. Cứ để ở dưới đây mình uống hết chai này rồi mình uống tiếp chai kia. Thôi uống hai chai à. Ủa mà có bao nhiêu người đâu mà uống hai chai là xịn chết đó. Còn nữa. Trời ơi mà sao lâu quá không thấy bà tới thì không biết à. Kỳ ghê vậy đó. Ủa ba. Ba đợi ai nữa hả? Còn một người khách nữa. Ba đang chờ lâu quá sao không thấy bà tới biết à. Hôm nay ba giới thiệu mấy nhỏ. Nói bậy đi. Quá nào. Hơn tới rồi đây. Hay nè. Chào cả nhà. Chào Tùng. Chào. Trời sao chị tới trễ quá vậy? Xin lỗi kẹt xe quá. Ông Đức ơi, tụi con ăn được chưa? Con muốn ăn. Đây xuống với ăn nghe không? Dưới đã có bàn ăn cho mấy đứa nhỏ ngồi dưới rồi vui vẻ hơn. Đầy đủ những cái món mà cho để tụi con ăn. Ở đây là mấy món người lớn chứ có nhậu nhẹt, hiểu không? Đó, Vi, con dẫn hai em xuống dưới đi, ba làm sẵn ở dưới hết rồi đó. Ủa ba, không cho ăn ở đây đâu ba. Ôi mà, ở đây để người lớn ngồi nói chuyện nhau tự nhiên cái. Đi, dẫn em xuống đi con. Ở dưới có đầy đủ hết mà. Đi đi con, đi, tụi con đi xuống dưới ăn đi tụi con. Ăn ngon nghe con. đi con. Mọi người ăn ngon miệng nha. Không mấy để con xuống dưới con ăn chung với con. Tùng ngồi đây. Ăn chung luôn cho vui nha. Đây nè, trời ơi, mừng lắm, vui lắm mà được tụ lại như vậy. Bây giờ mời mấy người cùng nâng ly. Nâng ly để chúc mừng sinh nhật muộn cách đây 4 tháng của tôi. Sinh nhật cách đây 4 tháng mình tổ chức nữa chi vậy chú? Trời ơi, cho nó vui mà. Cho nó vui, mời. Anh Đức vui tính quá nên tổ chức sinh nhật cả năm luôn á. Vô đi Tùng.
Tùng ngạc nhiên phải không? Anh Đức mời Hường đến đây dự sinh nhật của ảnh. Đây là khách quý đó, khách rất là quý của tôi đó nghe, cho nên mới mời đó. Chúc mừng sinh nhật của anh. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật. Uống nha, uống đi Tùng, uống luôn, uống, uống. Uống đi Tùng. Tùng Tùng uống đi, rồi Hường lấy đồ ăn cho Tùng nghe. Trời ơi, công nhận nghe. Ủa ba. Hả? Anh nước ngọt ba để đâu vậy? À, ba ướp ở dưới sẵn rồi đó con. Mời vô, mời vô. Vô, mời anh. Ê, giờ nhìn kỹ thấy hai người đẹp ghê nghe. Hai người xứng đôi vừa lứa dễ sợ luôn á, mấy chuyện chơi. Sao vậy? Tùng có sao không? Ủa, có sao không? Hả? Uống thêm đi. Bị sặc rồi, thôi để xuống dưới đi lấy khăn giấy. Không, rồi đây đi, khăn giấy chút lấy cho. Thôi bây giờ ăn miếng đi nha. Đó, gấp đi. Được. Xứng đôi vừa lứa quá. Tự nhiên đẹp quá. Ba ơi ba. Mấy cái ly nhỏ ba để đâu vậy ba? Trời ơi, mấy cái ly thì ba để trong tủ ly đó, bộ con không biết ở nhà con mà. Dạ. Vô rồi ăn nha, uống là mày vô. Tôi uống hết rồi. Giờ còn ai người đó uống đi. Uống ít hơn tôi. Tôi uống hết cả chai. Hôm nay là tôi chơi xuống sát với anh Tùng luôn. Thôi, sát ai nấy xuống đi chứ tự nhiên đòi xuống sát chung với tôi làm chi vậy? Nếu có cần tôi đưa anh Tùng về xe tôi đậu dưới. Không cần, tôi có con, dắt con tôi đi. Tôi chở tụi nó về. Ba Tùng, ba Tùng. Ôi, ba Tùng dắt tụi con về đúng không? Xuống dưới đi, chút rồi dắt về. Được rồi. Anh Tùng à, khuya rồi về đi. Chở hai đứa nhỏ về nữa chứ. Trời ơi, để một chút về. Nhậu nhẹt giờ này rồi đi về, chưa đi về. Chịu về. Không có về gì hết. Ủa cái gì vậy trời? Tôi đã nói là chơi tới bến luôn. Ở dưới xe tôi còn cả thùng rượu á. Ủa có gì tự nhiên tôi dắt con tôi về mắc gì Hường cản? Hường lấy cái quyền gì? Không phải quyền gì mà tôi muốn mời Tùng uống tiếp. Không, tôi không uống nữa, giờ tôi dắt con tôi về. Anh đó. Dạ, không có về gì hết. Bây giờ nói cho nghe nè. Anh đi lâu quá, đi đâu hả? Tôi nói cho nghe nè. Ê, dẫn ba. Hai đứa nhỏ về cho ba. Ủa? Ba. Đây, nghe lời ba không, ba quánh á. Dẫn hai đứa nhỏ về giùm cho ba. Dắt hai đứa tụi con đi đi. Rồi. Đi đi. Dắt giùm đi. Đây. Đi đi con. Nghe. Ủa? Rồi. Chú Đức ơi. Rồi, con anh Tùng. Tôi nói cho anh Tùng nghe. Đây là sinh nhật của tôi. Sinh nhật mà cách đây 4 tháng rồi, nghe rõ không? Cho nên bây giờ tôi muốn anh Tùng ở đây vui với tôi cho trọn đêm nay, cho hết cái ngày. Đúng rồi. Nhưng mà con của con phải để con dắt về chứ, để Vi dắt về tội nghiệp Vi quá. Trời ơi, Vi nó dắt về được mà, cứ yên tâm đi, mấy chị em nó thương nhau. Anh chơi gì? Nó là chị em, nghe không? Đúng rồi. Anh chơi vậy là không có nhiệt tình với anh Đức. Chấm lòng anh Đức mời mình à. Nên là người ta sinh nhật 4 tháng rồi, này là đãi lại mà, cho nên là... Không phải đãi lại, hôm nay mới đúng sinh nhật nè. Và tự nhiên cách đây 4 tháng không có đãi. Giờ là đó. Muốn uống, hai người muốn uống. Rồi, vậy thì uống tới sáng. Vậy là sao ba? Cô ánh mày nữa nha. Ba từ nhỏ tới lớn ba không có mấy cái vụ này nha.
Ba đâu có biết gì đâu. Ba phải tự nhiên hết. Trời ơi, bao nhiêu năm gìn giữ đời ba. Trời ơi, ba đâu có biết gì vậy. Anh đó cũng quá đáng với ba em ghê luôn á. Nếu không có cách đó thì sao mình thoát thân được. Vô. Ủa Tùng. Ê. Trời ơi yêu quá. Sao vợ? Chắc chắn sau đêm nay Tùng nó là người của chị. Uống nữa đi anh Đức, vui quá. Vui quá, uống nữa đi anh Đức. Tùng. Tùng ơi. Thôi vui quá đi. Anh Tùng. Anh bị hại. Tất cả mọi chuyện là anh bị hại. Em có tin anh không? Thôi ngủ quá. Trong cái khó ló cái khôn liền thấy không? Nhưng mà em thấy mình hơi nặng tay với ba đó. Tại vì ba em gài anh với bà Hường. Có chịu vậy không? Không. Nhưng mà yên tâm đi, sau vụ này từ nay về sau bà Hường không dám làm phiền anh nữa đâu. Giờ rảnh quá biết làm gì nè. Ôi chết rồi, ba em với lại bà Hường. Ờ đúng rồi, biết hai người đó giờ sao ta? Dù là một đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Chào con đó. Chào con. Chào. Chào con. Con thấy ghét không? Đời ngộ ghê vậy đó. Mày lớn thì biết chào, biết hỏi người lớn đó. Còn có một số đứa trẻ vậy đó hà. Thấy người lớn mà không biết chào, biết hỏi gì hết á. Đúng rồi á. Con chào ông Đức. Trời ơi, nó chào như nào mắng tôi. Con chào ông Đức. Ông còn may hơn tôi đó. Tôi giống như là người vô hình nãy giờ nè. Con chào bà. Cái gì? Cái gì bà? Con chào gì? Dì nụ. Ông Đức với dì nụ đang làm gì vậy? Có cần con phụ gì không? Thấy thương ghê không? Thấy thương chưa? Con cái nhà ai khéo đẻ ghê không? Con giỏi lắm đó thì. Con biết chào, biết hỏi. Rồi con thấy người lớn làm công việc nặng nhọc, con biết nhào vô con phụ, con giúp. Rồi vậy tốt. Chứ ai đâu như rồi mấy cái đứa trẻ bây giờ á, chẳng có biết giúp đỡ gì ai hết trơn á trời. Ủa, ông Đức nói con là ông Đức. Chứ để ta nói ai, giữa trời, giữa thanh thiên bạch nhật này ta nói ai, nói chim hả? Ta nói chim hả? Con nói ông Đức nghe nè, tại con vừa đi học về mệt lắm chứ bộ. Con cũng muốn giúp mà, con mệt quá à. Trời đất ơi. Vì con trai gì mà kỳ cục vậy? Làm gì cái mặt bí sĩ à? Trời ơi, dì nụ ơi. Thanh niên mới vừa bị zero điểm bài tập làm văn á. Cái gì? Zero điểm? Trời, cái thời mà dì đi học á, tệ lắm cũng được 5 điểm. Chẳng lẽ con không biết chữ hả? Không phải đâu dì ơi. Thật ra đấy, bài tập làm văn của con vô cùng là sâu sắc. Con phân tích cặn kẽ, cái nào ra cái đấy. Thế mà vẫn bị không điểm. Đó là do cô không cảm nhận được cái lời văn của con. Thôi qua đây dì nhờ. Tính giùm dì. Tính giùm dì nha. Bây giờ đó, chia cái phần trăm tiền lời này nè. Ông Đức 10%, còn lại là gì? Rồi, tính. Là 19 thì cái này dễ mà. Dì để một hồi con tính ra này. Giỏi quá trời giỏi. Ra rồi. Dạ, sao? Dạ đây dì nụ kiểm tra lại cho. Trời ơi, giỏi ghê chưa? Chứ đâu có giống như ai kia. Trời ơi, ai kia tối ngày chỉ biết nổ không à. Mấy đứa trẻ bây giờ đó. Chứ đâu có biết làm gì đâu.
Trời ơi, cái này dễ ẹc không ạ? Cái này con làm phát một luôn mà hồi nãy con hơi đáng trí thôi. Thôi, mình khiêng đồ mình về đi. Để con phụ cho ông Đức. Hả? Để con phụ cho. Trời ơi, thấy thương ghê chưa? Chứ ai đâu mà sắp là thanh niên rồi, thấy không? Tuổi còn trẻ. Ông chính ra đi, có gì thì phụ người ta. Ủa, mà ông Đức, cái này mình đem về đâu ạ? Đem về quán dì nụ á. Dạ. Rồi, giỏi, thấy chưa? Được mà, sức nó cái trọng lượng này được. Ông Ninh này, con lên ôm coi. Đó, ê, được không? Ê, rồi, từ từ nghe. Ông cho con cái thùng nữa đi. Thôi cho cái nữa mày gãy cột sống cho bay. Không sao, con lên được hết. Sống tao à? Hả? Ông cứ để lên đi, con lên làm được hết. Thôi lấy cái thùng nhẹ nhất nè, đâu bắt là tao có làm dấu à. Tao có làm dấu. Đây nè. Ủa trời ơi, đây cái thùng này là nhẹ nhất á. Nghe chưa? Ông cứ đặt lên. Trời mày thấy đường không? Trời ơi, không thấy đường nữa kìa. Mày thấy đường không mày đi? Thôi đây coi chừng nha. Đi đâu? Thôi mày coi chừng nha. Đây coi. Đây con ơi. Trời ơi. Con ơi. Trời. Đau quá mà. Trời ơi, bấm vậy thì cũng đau nữa. Đau đi, đau quá. Ôi mẹ ơi, chuyển tay đi con mỏi quá. Bé bây giờ. Như là nữa. Trời ơi, hết thương con rồi đúng không? Hết thương cái gì? Đàn ông con trai. Trời đất ơi, bưng có bao nhiêu đó hà. Giải có bài toán này mà làm cũng không xong, bưng cũng không được. Trời ơi, con có biết con làm mẹ mất mặt lắm không hả? Đúng rồi. Anh có biết anh làm em mất mặt lắm không hả? Mẹ không biết. Con Việt Thi là nó ăn may thôi. Chứ lần sau nữa con thách đấu nó, con thắng chắc. Ăn may cái gì mà ăn may. Trời đất ơi. Rồi bây giờ con trả lời mẹ đi. Chừng nào con mới cho mẹ vẽ vang mặt mày trước mặt mọi người? Sắp rồi, mẹ chờ xem. Đau quá nha. Trời ơi, chứ không phải là anh học dốt và yếu ớt hơn chị Việt Thi sao? Này con nhỏ kia, thế mày là em của anh hay là em của con nhỏ đấy? Em không có người anh yếu ớt mà học dốt nha anh. Nè, nói riết rồi hổn nha, mẹ ăn đánh đòn bây giờ đó. Ốc còn không mau nổi thân ốc còn bị đập đè bồng. Đau mẹ. Đau cái gì mà đau? Đàn ông con trai sức trai tráng nhiêu đó mà đau cái gì? Mà nói nghe nè, con bé Việt Thi thấy nó quê quê vậy mà nó giỏi quá ha. Trời ơi, mẹ không biết đâu. Hôm bữa chị Việt Thi vẽ giùm chị An với Hâm Bình á, được điểm A luôn á. Thôi, giỏi vậy. Với lại hôm bữa nguyên đám tụi con đi chơi bị chó ruột, mà chỉ có mình chị Việt Thi dám đứng ra nhè răng đấu với chó thôi. Cái gì? Nhè răng đấu với chó? Dạ. Trời ơi, con bé đó nó can đảm gì trời. Ủa rồi lúc đó anh Winner đâu? Dạ, anh Winner mới nghe tiếng chó làm Winner xỉn ngay tại chỗ rồi. Này con nhỏ kia, không vào trong đi, còn ở đó hạ nhục anh nữa. Anh cho một trận giờ đấy. Nè, tôi mới cho anh một trận đàn ông con trai gì mà không có khẳng khái, không có khí phách gì hết. Bây giờ nè, con á, con có ngon á thì con học giỏi hơn Việt Thi đi. Đúng. Con có ngon á, bây giờ con mạnh hơn Việt Thi đi. Đúng. Con có ngon, con thắng Việt Thi đi. Đúng. Việt Thi, thù này ta sẽ trả, hãy đợi đấy. Mẹ ơi, dạo này anh Winner bị ba học nhập hay sao vậy? Ma học làm sao? Nhưng mà con thấy là lúc nào cũng học, học từ sáng tới tối luôn. Hả? Anh Cập Bính còn học hả? Trời ơi, anh học từ trong phòng ngủ tới toilet, xong rồi tới phòng khách, giờ bây giờ tới phòng ăn luôn vậy. Winner, con đang làm gì vậy? Mẹ vui lòng đừng có quấy rầy con nữa, để con tập trung trau dồi kiến thức. Trời ơi, tập trung trau dồi kiến thức, nghe nó phải vững mạnh làm sao, đàn ông quá cơ. Trời ơi, Winner. Thôi, đến giờ con phải đi tập thể dục để tăng thể lực rồi. Con đi đây. Không, tập thể dục, tăng thể lực. Winner. Candy. Dạ. Con có thể nhéo cho mặt mẹ một cái được không? Đau quá. Trời ơi, những gì mẹ thấy có phải là sự thật không? Candy ơi. Dạ. Anh
Winner học bài thiệt. Trời ơi, Winner con trai của mẹ, vừa đẹp trai, vừa chăm học, vừa rèn luyện sức khỏe tốt. Trời ơi, soái ca tương lai ai làm lại. Yeah. Con cũng nghĩ giống y chang mẹ luôn. Việt Thi, sau bao nhiêu ngày rèn luyện, cuối cùng cũng tới ngày tôi với bà quyết đấu. Đây nè, bây giờ tất cả phải im lặng. Im lặng để làm gì? Im lặng để tôi đưa ra đề thi. Bây giờ đề thi thứ nhất của hai thí sinh Winner và Việt Thi sẽ thi phần toán. Đây là một bài toán khó. Bài toán này tôi đã suy nghĩ từ khi còn tấm bé. Và bây giờ tôi nhờ hai thí sinh hãy giải giùm. Cộng trừ tất cả hãy ráng cố gắng. Trời ơi khó lắm á, cố lên nha con. Bây giờ chuẩn bị, tôi đếm. Một, hai. Con có đáp án. Winner. Là giải đáp là số mấy? Bài toán này là ra số 0. Tôi xin tuyên bố người đoạt giải này là Winner. Dù là đề thi thứ hai nhưng cũng là một cái đề khó. Hai con hãy nhìn thẳng vào ban giám khảo tôi. Bắt đầu. Và bây giờ, phần thi này tôi xin tuyên bố Winner vô địch. Yeah! Winner vô địch. Phần thi cuối cùng là phần thi về sức mạnh. Ai khiêng nổi cái thùng này, người đó sẽ thắng cuộc. Cuộc thi bắt đầu. Xin tuyên bố Winner vô địch. Yeah! Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu thi này. Bây giờ ấy, hôm nay tôi sẽ cho bà biết tay. Trong cuộc thi ấy, phải có kẻ thắng người thua. Hôm nay ấy, bà chính là người thua đấy. Trời ơi. Thôi không, em khổ lắm con em đó chứ. Thôi biết. Chàng cha nó à. Biết rồi. Tính tình ăn thua đủ với người ta hiểu không? Thôi được rồi. Nè, tôi chấp nhận thua, không cần phải thi nữa đâu. Tại vì tôi là con gái, còn ông thì là con trai. Thì tất nhiên thi về mấy cái sức mạnh đó, tôi thua là điều đương nhiên rồi. Giỏi, con nói đúng đó. Còn về tính toán á, ông thắng cũng được. Tại vì tôi với ông là bạn mà. Nếu như mà ông giỏi thì tôi sẽ hãnh diện với ông thôi. Đâu có gì phải ghen tị với nhau đâu. Bà nói đây là sao? Thôi bây giờ như vậy, không có nói vậy là sao hết á. Bây giờ đó, ông Đức là người lớn nhất ở đây đúng không? Giờ nghe ông Đức nói, nghe Winner ha. Đó là như vậy. Trong cái cuộc thi này đó, không có người thắng kẻ thua, nghe chưa? Cũng không có ai thua hết nha. Mà chỉ là có hai người thắng duy nhất thôi. Tụi con đang thắng là thắng trong cái tình bạn của mình. Thắng ở cái sự thương yêu, biết nhường cho nhau, hiểu chưa?
cô vô đây. Bây giờ nè, Winner chiến thắng nè, không có, chỉ có hai người chiến thắng thôi. Dù là một đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Winner, dậy đi nào. Nè, tôi xuống liền nè. Lâu lắc lề nè. Thôi, tôi dậy rồi nè. Xuống rồi hả? Trời ơi, con trai, đây, đồ ăn sáng, con đây có sẵn rồi, ngồi xuống. Hừ lắm như chưa? Hừ lắm như trời, sao vậy hả? Thôi, mẹ kêu như kêu đòi, không xuống. Việc khi qua kêu một tiếng thôi là xuống. Kỳ quá. Kỳ cái gì? Ngồi xuống ăn sáng. Thôi, rồi con cái bà kia, người ta thay đồ hết rồi, bà ngồi đó bà ăn. Đi lên thay đồ. Mẹ lúc nào cũng thương ăn hài. Chơi. Cái gì vậy? Trời, nó còn tán cho mẹ một cái nữa kìa. Thôi, con muộn rồi, con đi luôn. Chưa ăn sáng. Ngồi xuống. Thôi, con trễ rồi, bây giờ con lớn rồi, con tự ra ngoài ăn được mà. Ăn cái gì? Bây giờ mẹ làm sẵn rồi nè. Thôi, vơ được mấy miếng, ăn lại đi con. Con trễ rồi, mẹ đừng có làm thế, con ngại quá hả? Ngại cái gì? Trời ơi, coi đi, ăn mặn kìa. Đây, đóng thùng vô con, đi học mà không đóng thùng á. Lát hồi con lên trường con đóng sao, nóng à. Nóng cái gì mà mày? Thôi mẹ coi, quen nhầm quá. Có xin không à không? Thôi, hôi vậy? Cái gì? Hả? Lên trường học thôi mà. Thôi được rồi. Thôi, Thiên cười kìa, thôi mẹ biết rồi. Thôi được rồi. Hôn cá đi. Thôi mẹ, con ôi mẹ ơi, kỳ quá hả? Con lớn rồi mà, thôi con đi đây. Dạ, cái thằng này. Dạ, con chào cô. Nắm tay. Trời đất ơi. Alo Vinh à? Cái vụ ông nhờ tôi chuyển thư cho Việt Thi ấy, ông tự làm đi, tự nhiên nhờ tôi làm gì? Mấy vụ này tôi làm được đâu. Hello con trai. Hello mẹ. Con ăn gì không? Mẹ làm cho con ăn nè. À không, con ăn táo nè. Trời đất ơi, đúng rồi, phải xiên ăn trái cây vô. Coi cái candy y chang nha, không bao giờ ăn trái cây, không bao giờ ăn rau riết gì hết trơn á. Coi nè, mặt mày nè, bên đây nè. Trời ơi, mụn nặng quá trời. Kiếm. Uống nước vô đi con. Ăn trái cây mình uống nước vô thanh lọc hiểu không? Trời ơi coi kìa. Nổ một lum. Ôi mẹ nó kiểu đừng động. Mẹ coi. Nâng. Cái tuổi con á là bây giờ đang cái tuổi dậy thì con hiểu không? Nên bây giờ nè, có cái chuyện gì cần chia sẻ thì cứ nói với mẹ hiểu không? Có mẹ ở đây rồi. Mẹ sẵn sàng là một người bạn tốt bên cạnh Winner. Nè, buồn về chuyện à, chuyện thay đổi về cơ thể nè, cũng kể cho mẹ nghe nha chưa? Về bạn trai bạn gái gì cũng phải kể cho mẹ nghe nha chưa? Hiểu không? Lăng nhăng con không có chuyện nào đâu. Phải có không? Không có. Có giờ mẹ chuyện gì không? Được không? Không. Con trai cưng. Nói nghe nè, đưa cho mẹ nặng mấy cái mụn này cho. Mày kỳ quá à. Đưa đây mẹ nặng cho. Cái này con mấy hôm nữa hết mà. Hết làm sao được? Nó có cái cùi ở trong á, để mẹ nặng cho. Thôi, cái thằng này. Mày kỳ quá à. Thôi, mẹ cứ lại cưng mà. Mày kỳ quá. Ê, quýnh nó. Ê, mẹ đi. Ê, cái thằng này. Cái thằng này. Đồ đạc gì thứ. Thấy Winner đâu không? Mẹ đang bị băn khoăn suy nghĩ nè. Candy, nói chung là nếu mà mẹ đọc thư là mẹ xâm phạm quyền riêng tư của Winner. Nhưng mà mẹ tò mò quá. Rồi con nghĩ mẹ có nên đọc không? Nên. Ừ, đọc đi. Việt Thi à, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Tại sao cậu vẫn không chấp nhận tình cảm của mình? Mình sẽ nhắn tin cho cậu mỗi ngày. Trời ơi, thôi hiểu rồi. Hẹn chi bữa giờ nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tội nghiệp quá. Tội nghiệp quá. Ai tội nghiệp? Tội nghiệp gì? Hả? Sao con khóc? Thì con thấy mẹ khóc, thì con khóc theo thôi. Trời ơi, bà càng ngày càng hùa rồi đó. Con biết đọc đi rồi thấy tội nghiệp. Hiểu không? Sao không hiểu? Con có biết đọc chữ ta. Đi đây, đi lên phòng học bài đi cho biết chữ mà muốn mà biết viết thư với người ta. Dạ. Trời ơi, tội nghiệp con tôi ghê không?
Không sao, không sao, không sao. Winner, con đã có mẹ mà. Mẹ sẽ giúp cho con. Việt Thi ơi, mình là Winner nè. Mình không thích cậu đâu nhé, đừng ảo tưởng. Đồ hâm. Sao nó chửi mình khùng ta, cái con nhỏ này, con bé này. Mình nói thiệt, mình đang rất chăm chỉ học hành. Việc thi đừng làm phiền mình nữa. Đó, mình phải kiếm cái icon nào ta? Icon nào mà mặt giận dữ gửi nè. Cái gì? Dở hơi. Ai nói tôi thích ông? Con bé này. Được rồi. Mà Việc thi hạn chế gặp tôi đi nha. Mẹ tôi không thích Việc thi đâu. Gửi. Đợi coi nha. Ok, vậy hãy tập trung lo học đi. Bye. Ủa mẹ. Mẹ đây. Mẹ có thấy cái gì đây nè, nè con đúng không? Sao tự nhiên mẹ lấy điện thoại với thư của con nữa? Đâu có. Mẹ thấy mới để đó, mẹ mở ra. Mẹ không có mở ra. Cái đi nó mở ra sao mẹ la nó rồi mẹ gấp lại đó. Trời ơi, thư từ của con có phải tự nhiên mẹ nở làm gì? Mẹ thương. Mạnh mẽ lên con ca. Mẹ làm sao vậy? Mạnh mẽ lên. Con làm sao đâu? Có mẹ ở đây rồi. Mẹ sẽ mãi mãi bên cạnh con. Mọi việc mẹ đã xử trí xong hết rồi nha. Ngoài đường con không có ai, nhưng về nhà là con có mẹ đây. Mẹ này, mẹ luôn bên con. Thôi thì mẹ tránh ra, con đi không coi. Không cắt mẹ, không cắt. Không cắt mẹ. Thôi mẹ làm sao vậy? Ông đừng bao giờ gặp tôi nữa trơn á. Ủa, có chuyện gì bà phải nói cho tôi biết chứ. Cứ tự nhiên giận giận dỗi dỗi à? Ông hay quá ha. Tự nhiên đi nhắn tin khủng bố tôi. Đã gì? Còn nói tôi thích ông đó là sao? Thì sao luôn cái chuyện trời? Gì cũng phải có đó. Tự nhiên bà cứ giận dỗi vô cớ à? Lý do đi cháu gì? Chạy chạy. Rồi số chạy. Không muốn. Sáng mấy chưa được tại nào. Không muốn, không muốn. Chạy chạy. Ủa mẹ. Ủa, mẹ làm gì ở đây vậy? Mẹ chào con. Chào con. Mẹ mẹ mẹ. Mẹ đi xuống nhà mua đồ. Mẹ mua đồ, mẹ đứng đấy làm gì? Thì cái ông nội mấy số đấy. Em nói em dạ, không dạ, mua anh ơi. Không, em không mua, em mua. Hai đứa đang nói chuyện đúng không? Dạ. Thôi, nói chuyện tiếp đi. Không, chạy, chạy. Không mua. Em đợi sáng giờ bán chưa được tại nào vậy? Tôi không mua. Chạy, chạy. Sao mẹ em có mấy cái biểu hiện kỳ lạ quá vậy? Ui, chắc là mẹ tôi phát hiện ra cái bức thư mà hôm trước ông Vinh gửi cho bà ấy. Bây giờ hiểu lầm rồi. Tôi không hiểu con Linh sao luôn á. Mẹ tôi tính tình xưa giờ đã thế rồi, phải chịu thôi chứ sao. Tôi có cách để làm cho con Linh tỉnh ngộ rồi. Bạn đừng lo. Dù có chuyện gì đi chăng nữa ấy, tôi cũng không để bạn phía sau đâu. Bạn đừng bao giờ bỏ rơi tôi nha. Quá đáng mà. Quá lắm rồi. Trời đất ơi. Phải gọi điện kêu ông chú của nó qua đây. Bốn mặt một lời. Bà đã coi cái gì vậy? Dạ. Trời ơi, sao tôi tự nhiên ngoài đường ngoài xá mà. Hai đứa vậy làm cái gì vậy? Hả? Winner, học hành không lo, bây giờ còn yêu đương nữa hả? Con làm gì trước mặt mẹ vậy? Từ từ, từ từ. Làm sao mà từ từ nữa? Anh gọi hai đứa đó, tụi ăn tụi lớn không vậy? Từ từ, nghe tụi nó nói. Sao nói cho chú nghe coi. Dạ là ngày mai lớp tụi con có một vở kịch. Cho nên tụi con đang tập kịch để ngày mai diễn mà. Sao cô Linh lại chú Tùng làm gì mà căng vậy? Ủa, nó tập kịch mà. Sao tự nhiên gọi điện thoại cho tôi nói giống như là tụi nó chuẩn bị làm chuyện gì đó ghê gớm lắm. Nè, phải gì không? Dạ phải. Sao con không nói gì với mẹ hết vậy? Thì mẹ có hỏi con đâu mà con trả lời. Trời đất ơi. Mà cô Linh, cô đừng có hiểu lầm tụi con nha.
tình bạn của con với Winner hoàn toàn trong sáng. Quê thiệt chứ. Hai đứa nó con nít mà trưởng thành, trong khi mình người lớn như đứa con nít. Chưa có gì gọi điện thoại mắng vốn làm thấy ghê. Thôi chú Tùng, chú đừng nói mẹ con như vậy. Thì tại vì em sợ là Winner nó hư. Em sợ là Winner nó đang tuổi vậy thì sợ nó nghĩ cái này, sợ nó gặp cái kia. Con hiểu mẹ không Winner? Mẹ à, con lớn rồi. Mẹ đừng có đối xử con như Candy được không? Nhất là mấy cái việc như là mẹ nặn mụn con này, mẹ bới tóc con này, xong mẹ vỗ mông con nữa. Mẹ có biết là mỗi lần bạn bè đến chơi hay thậm chí là việc thi này, con ngại lắm không? Đúng rồi. Cái đó là mẹ thương con mà. Mẹ thương con mà Winner. Mẹ sợ là nếu mẹ không chăm sóc, mẹ không làm bạn với con á thì con sẽ ra ngoài đường á, con sẽ tiếp xúc với những người xấu. Rồi lúc đó mẹ không biết phải làm sao khi con xảy ra chuyện gì á Winner ơi. Mẹ yên tâm đi. Bây giờ con lớn rồi, con đủ biết mình làm gì. Và con hứa với mẹ, có thể là trước đây con lười học, con quậy phá, nhưng từ nay về sau con sẽ không thế nữa đâu. Trời đất ơi, đúng là một chàng trai trưởng thành. Anh Tùng, Làm bạn với con chứ không phải là lấy cái dây chói con sát bên mình, hiểu không? Anh có nghe con em nói gì không? Nghe chứ. Nó lớn rồi. Nó lớn mình phải mừng chứ, mắc gì nó lớn mà khóc. Em không có lo cho nó nữa. Nó sắp rời xa vòng tay của em rồi. Nhưng mà không sao. Con lớn cũng được, con nhỏ cũng được, con mãi mãi là chàng trai tuyệt hảo nhất cuộc đời của mẹ.